Xin kính chào quý vị. Như thông tin được đưa ra cuối tuần qua, thì nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 2,1% trong quý 2 so với mức 3,1% của quý 1 trước đó. Thông tin này càng làm tăng thêm hy vọng cho các nhà đầu tư trên thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ chắc chắn hạ lãi suất trong cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày mai. Theo CNBC, thì các số liệu việc làm của tháng 7 cho thấy kinh tế Mỹ nhìn chung vẫn khỏe mạnh. 170.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở mức cực thấp 3,7%. Thế nhưng tăng trưởng GDP giảm dần cho thấy là những tác động không hề nhỏ của hàng rào thuế quan và căng thẳng thương mại. Nhật báo Forward thì trích nhận định của cựu chủ tịch Fed bà Janet Yellen rằng bà không mong muốn Fed sẽ bắt đầu rơi vào vòng xoáy hạ lãi suất, nhưng cắt giảm vào lúc này là hợp lý. Bà Yellen cũng nhấn mạnh là kinh tế toàn cầu đang suy yếu do các đối đầu về thương mại. Điều này làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư. Cùng lúc thì các đợt tăng lãi suất trước kia của Fed cũng góp phần vào sự suy giảm chung của nền kinh tế. Nếu đúng như dự đoán thì đây sẽ là lần đầu tiên sau 11 năm xảy ra khủng hoảng kinh tế, Fed lại nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng. Vì thế không tránh khỏi những nghi ngại được đặt ra như là liệu đây có phải là giai đoạn bắt đầu của vòng xoáy suy thoái hay không. Theo CNN, câu trả lời là không. Thị trường chứng khoán Mỹ tháng 8 thường khá là bình lặng do các nhà đầu tư đi nghỉ hết cả. Nhưng việc hạ lãi suất có thể khiến họ sôi động trở lại. Kể cả sau khi hạ lãi suất thì chứng khoán vẫn có thể tăng điểm. Bởi với chi phí đi vay thấp hơn, nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào lợi nhuận của các công ty. Họ cũng kỳ vọng là Fed sẽ còn tiếp tục hạ 2 lần nữa trong năm nay để xoa dịu những tác động từ căng thẳng thương mại gây ra. Theo trang MarketWatch thì Fed hạ lãi suất có thể sẽ không khiến cho đồng đô la giảm giá như kỳ vọng. Bởi nhiều quốc gia như là tại châu Âu và Nhật Bản thì đã hạ lãi suất trước. Nhưng nếu như Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận nào đó về thương mại thì các nền kinh tế mới nổi có giao thương với Mỹ sẽ đỡ chịu sức ép hơn. Đồng đô la sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn nên bị bán tháo. Một đồng đô la yếu sẽ giúp cho hàng hóa của Mỹ giảm giá và tăng sức cạnh tranh khi xuất khẩu ra bên ngoài. Và đặc biệt sẽ khiến cho các số liệu về thâm hụt thương mại của Mỹ với các nước trở nên dễ coi hơn. Theo đúng kế hoạch thì các nhà đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau ngày hôm qua cho cuộc họp kéo dài 2 ngày liên tiếp tại Thượng Hải. Tuy nhiên thì cho đến lúc này cả hai bên đều không đặt kỳ vọng lớn vào kết quả cuối cùng có thể đạt được. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ.